Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 365 Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây Báo Hàn Quốc và Oman chê hàng thủ tuyển Việt Nam Thưa quý vị, truyền thông quốc tế chỉ ra điểm yếu ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam khi liên tục mắc lỗi trong các tình huống bóng bổng và dẫn tới bàn thua Đêm 12 tháng 10, tuyển Việt Nam thua ngược 1-3 trước Oman Tiến Linh mở tỷ số trận đấu ở phút 39. Tuy nhiên, Oman tận dụng tốt cơ hội để tạo nên cú lội ngược dòng bằng 3 bàn thắng lần lượt của al Sahi phút 15 cộng 1, An Khadi phút 49, Salah phút 63. Cho Sun của Hàn Quốc đăng tải bài viết, từ Việt Nam bất lực thua 1-3 trước Oman. Ngay từ đầu trận, Việt Nam đã phải vật lộn trước sức ép của Oman. Hàng thủ được củng cố với 5 hậu vệ của tuyển Việt Nam chống đỡ sự tấn công dữ dội một cách tuyệt vọng. Phút 16, lỗi phòng ngự khiến Việt Nam chịu phạt đền, nhưng An Khadi đã sút hỏng. Trong thế phòng thủ phản công, từ Việt Nam bất ngờ có bàn thắng ở phút 39 nhờ công của Tiến Linh. Tuy nhiên, hàng thủ từ Việt Nam vốn đã lung lay ở giải đấu này một lần nữa sụp đổ. Ở phút bù giờ đầu tiên, al Sahi gỡ hòa cho Oman. Tiếp đó, họ để thua trong pha dàn xếp phạt góc và rồi lại phải nhận thêm quả phạt đền, cho Su nhận định. Hàng thủ Việt Nam tỏ ra lúng túng trong pha đá phạt của Oman dẫn tới bàn thua ở phút bù giờ hiệp 1. Đầu hiệp 2, Việt Nam nhận bàn thua từ quả phạt góc. Trong lần bắt chính đầu tiên ở tuyển quốc gia, Văn Toản cho thấy sự lúng túng khi thường xuyên bị các cầu thủ cao lớn của chủ nhà gây sức ép trong vùng 5m50. Phút 63, Việt Nam nhận bàn thua thứ 3 sau tình huống phạm lỗi của Duy Mạnh. Khi không chiến với An Jamadi trong vùng cấm, Salah không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m. Trận đấu kết thúc thất bại 1-3 cho Việt Nam. Điều này càng làm lung lay chiếc ghế của huấn luyện viên trưởng Park Ha-seo cho Xuân viết. Cùng đề cập vấn đề hàng thủ Việt Nam, Times Aboman viết: Tuyển Việt Nam mất nhiều hy vọng đi tiếp với trận thua ngược này, nhưng màn trình diễn của họ khá nghèo nàn do sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự." Đêm thi đấu của tuyển Việt Nam trở nên tồi tệ hơn khi họ phải chịu quả phạt đền thứ hai. Từ chỗ Park Ha-seo thua cả 4 trận đầu tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội chuẩn bị 2 trận ra sân trong tháng 11, tiếp Nhật Bản 11 tháng 11 và Saudi Arabia ngày 16 tháng 11. Tìm tiếp theo, cầu thủ Việt Nam nào mắc lỗi trong bàn thua từ chấm phạt góc? Thưa quý vị, bàn đá phạt góc với 5 cầu thủ ghim chặt trong khu vực 5m50 của Oman không mới, nhưng chỉ được thực hiện thành công khi gặp Việt Nam. Trước Nhật Bản và Saudi Arabia, Oman được thực hiện như không thành công. Trước Australia, đối thủ vượt trội hơn về hình thể, Oman thậm chí không sử dụng. Trên lý thuyết, Oman có thể dồn cả 10 cầu thủ vào khu vực này nếu có chỗ đứng. Bố trí như vậy là không phạm luật, Bí quyết của cách dàn xếp đá phạt này tạo lợi thế về quân số, từ đó tận dụng khả năng đá phạt xoáy của cầu thủ để thực hiện. Chỉ cần một trong năm cầu thủ áp sát khu vực này chạm được bóng, khả năng ăn bàn dễ xảy ra. Xong vì sao, chỉ tới khi gặp Việt Nam, Oman mới thành công nhờ cách đá phạt này. Điểm yếu lớn của cách dàn xếp này buộc phải diễn ra trong vùng 5m50, khu vực thủ môn có quyền lớn nhất theo luật bóng đá. Từ Nhật Bản phá thành công trận địa này của Oman khi tinh quái bố trí thủ môn áp sát cầu thủ Oman. Trung vệ thủ quân dạn dày kinh nghiệm Maya Yoshida thậm chí chủ động đứng tách ra. Toàn tính của Nhật Bản rất rõ ràng. Họ tạo điều kiện để thủ môn tranh chấp vật lý với cầu thủ Oman. Lợi thế dĩ nhiên thuộc về thủ môn Nhật Bản. Chỉ cần ngã ra, trọng tài sẽ phạt lỗi cầu thủ Oman vì tranh chấp với thủ môn trong khu vực 16m50. Việc Yoshida đứng tách ra còn giúp thủ môn Nhật Bản thoải mái lấy đà băng ra phá bóng nếu cần. Saudi Arabia cũng bố trí tương tự. Thủ thành Văn Toàn và hàng phòng ngự Việt Nam bố trí không hợp lý trước Oman. Văn Toàn không áp sát với bất kỳ cầu thủ Oman nào khi thủ quân Quế Ngọc Hải đứng chắn trước mặt và bị hai cầu thủ áo đỏ ghim chặt. Điều này vô tình triệt tiêu lợi thế trước đối thủ của thủ môn trong vòng 5m50. Văn Toàn không có không gian nhảy lên phá bóng, Oman thành công mỹ mãn khi bóng rót thẳng vào khung thành. Văn Toàn bị chính người đàn anh Ngọc Hải chặn đường cản phá và vào cuộc để xem tình huống này và quyết định sau cùng công nhận bàn thắng. Nếu như Văn Toàn chủ động áp sát cầu thủ Oman, Quế Ngọc Hải không tự làm khó chính mình và đồng đội bằng tình huống gồng người giữ hai cầu thủ đối phương. Nhiều khả năng chúng ta tránh được bàn thua này. Vì Văn Toàn tranh chấp bóng, hoàn toàn có thể ngã, buộc trọng tài cắt còi vì đối phương phạm lỗi, hoặc chính thủ thành này cản phá được. Có những lý do dễ hiểu để cách dàn xếp đá phạt góc lần này gần như ít xuất hiện tại những giải hàng đầu như Premier League, Champions League, World Cup hay Euro. Nó quá dễ hóa giải, thậm chí mở ra những khoảng trống để đối thủ phản công. Việc dồn 5 người đứng vào một vùng 5m50 khiến đội áp dụng còn 5 người phòng ngự tuyến 2 và theo kèm tiền đạo đối phương. Luật Việt vị không còn áp dụng khi cầu thủ cuối cùng sang phần sân đối phương càng khiến cách dàn xếp đá phạt thành con dao hai lưỡi. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam dường như không có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu phải đối mặt với nó hàng phòng ngự cũng thiếu hụt kinh nghiệm khi phân chia trách nhiệm chưa chuẩn. Tất cả khiến chúng ta nhận bàn thua thứ hai trước Oman, từ đó mất thế trận, kết thúc trận đấu tỷ số thua 1-3. Tin tiếp theo, từ Việt Nam ngây thơ và va phải va. Huấn luyện viên Park có những thay đổi về nhân sự để cho thấy mình không bảo thủ. Song từ Việt Nam không thể có một điểm dù ghi bàn dẫn trước Oman. Đó là kết quả tất cả yếu tố tổng hòa lại, thua kém đối thủ với năng lực, ức chế đến từ công tác trọng tài, cả sự ngây thơ của chính chúng ta khi ra sân chơi lớn. Ngày hâm mộ Việt Nam có quyền ấm ức, có quyền chỉ trích, có quyền phản ứng mạnh đối với công tác trọng tài ở trận thua 1-3 trên sân Oman. Nội chỉ nói đến hành vi mổ xe va của trọng tài chính, đủ để chúng ta đề cao quyền phản ứng này. Bài học cho tuyển Việt Nam Đầu tiên là xăm soi xem Hồ Tấn Tài có phạm lỗi không. Không tìm ra lỗi, xăm soi tiếp xem trước đó hàng công Việt Nam ai việt vị không không cầu thủ nào việt vị, bàn thắng được công nhận. Nhưng nỗi ức chế trong lòng các tuyển thủ chắc chắn lấn át niềm vui bị tạm dừng để ăn mừng. Nhưng có gì ấm ức, có phản ứng gì thì thua cũng là thua. Chúng ta thất bại trước đối thủ mạnh hơn khi được họ chơi trước đa số khán giả nhà. Đó là trận thua có thể nhìn thấy được trước những tích cực, cả những bài học tích cực từ những lỗi lầm chung. Đầu tiên chúng ta nói về bàn thắng từ Việt Nam trước đi đã. Đó là tình huống cực sáng, nếu không nó là sáng nhất trong số tất cả các bàn thắng chúng ta ghi từ đầu vòng loại 3 World Cup tới bây giờ, dù nó không hề là bàn đẹp mắt nhất. Điểm sáng của nó nằm ở chiến thuật, hiện đại và phù hợp. Từ cú tắt bóng vào vòng cấm của Hồng Duy, đội bạn phá bóng, tiền vệ của họ chơi một chạm phát động bóng sang cánh trái, đón đường băng lên của hậu vệ biên. Cách phòng ngự phản công của Oman cực bài bản. Tuy nhiên, tấn tài đã nhanh như cắt băng lên cướp bóng, tổ chức đợt tấn công nhanh để tiến linh ghi bàn. Chính pha cướp bóng này của Tấn Tài thể hiện lối đón lõng rất khoa học của bóng đá hiện đại mà thuật ngữ hay được sử dụng press defense. Tổ chức giang bẫy đón lõng bóng mới được tổ chức từ dưới lên sau một đợt hãm thành thất bại, thực chất là cách phòng ngự hữu hiệu nhất từ tuyến trên. Chính cách tổ chức đón lõng này giúp đội bóng tiết kiệm sức, tiết kiệm thời gian và cơ bản hơn là duy trì nhịp tấn công đủ gây xáo trộn cho đối thủ và cướp bóng của tấn tài là nỗ lực cá nhân tự phát hay được lên kế hoạch trước bởi ông Park là điều chúng ta không biết được tường tận nhưng nó hợp lý và đúng chất bóng đá hiện đại và lối đón lõng này cần được tuyển Việt Nam tổ chức thường xuyên hơn nữa phát huy thành thế mạnh thành thói quen và có tính tổ chức chứ không phải xuất thần tự phát duy nhất một lần giờ chúng ta nói đến những bài học tích cực nên được rút ra sau trận thua này hai pha phạt đền Oman được hưởng cho thấy điều gì Tấn Tài và Duy Mạnh có cố ý hay không, chỉ họ mới biết được mà thôi. Nhưng rõ ràng động tác tay của Tấn Tài và Duy Mạnh không bình thường và có quyền tư vấn để trọng tài chính thổi phạt. Chúng ta trách trọng tài đến thế nào đi nữa thì về lý và luật họ cũng không sai ở hai quả phạt đền này. Chúng ta phải tự trách mình khi mà sự ngây thơ đã xui khiến hai động tác tay này được tiến hành, tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Ở V-League những pha va chạm kiểu này phổ biến, chính sự phổ biến ấy tạo thành thói quen của cầu thủ. Và ở V-League không có va bởi không có sự bổ sẻ thường xuyên. Tuyển thủ chúng ta không quen với sự nghiệt ngã của công tác trọng tài khi chúng ta bước ra đấu trường lớn. Thua vì sự ngây thơ Việc mang tư duy chơi bóng và thói quen chơi bóng ở môi trường thi đấu dễ dãi hơn vào môi trường khắc nghiệt rõ ràng thể hiện cái ngây thơ của cầu thủ Việt Nam. Khi ngây thơ va tay vào mặt đối thủ, chúng ta va phải VR, va và trả giá. Bài học lớn nhất rút ra cho trận này tuy đối tỉnh táo để không mắc bẫy của và còn ở pha Oman đá phạt góc và thẳng cầu môn thì sao đó là sự ngây thơ của Văn Toản một thủ thành rất trẻ Toản bắt tốt ra vào hợp lý nhưng Toản quá ngây thơ trước tiểu xảo của đối phương Oman bày ra lối đá cố định từ nhiều trận trước chứ không chỉ ở trận gặp Việt Nam họ chủ trương bu đặc vòng 5m50, khiến thủ thành đối phương khuất tầm nhìn mất không gian để ra vào do đó mang lại nhiều cơ hội cho Oman nếu là thủ thành giả dặn, rất có thể họ chủ động ngã sau va chạm ở vùng 5m50 đặc kín này vì đó là vùng đặc quyền của thủ môn. Khi ấy chắc chắn trọng tài phải xem xét kỹ tình huống và nó dễ khiến ý đồ của Oman phá sản. Nhưng văn toàn thì không có độ tinh quái ở bất kỳ một tình huống đá phạt nào của Oman. Cái này là bài học không chỉ cho toàn mà còn cho các thủ thành khác của tuyển Việt Nam. Vì không chắc sẽ một mình Oman dùng chiêu này mà chúng ta sẽ còn gặp lại họ lần nữa. Có thể nói rằng chúng ta nhìn Việt Nam thua, cảm thấy rất thương cho các tuyển thủ của chúng ta. Họ phải chịu sự ức chế, họ non nớt hơn, ngây thơ hơn đối thủ vì nền bóng đá của ta kém phát triển hơn. Họ thua rút đối phương ở tư duy chơi bóng, thể chất và tốc độ nữa. Nhưng trong cái thương không nên bi quan mà ngược lại là khác. Vòng loại 3 World Cup không phải sân chơi dễ dàng và ít ra chúng ta đang ở đó học những bài học bổ ích để trưởng thành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!